Thưa quý vị, thưa các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh và cạnh tranh của các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành quảng cáo in ấn và bao bì cũng phải chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, với mức tăng trưởng hai con số mỗi năm, ngành công nghiệp bao bì, in ấn và quảng cáo Việt Nam được đánh giá là khá hấp dẫn. Cơ hội phát triển ngành này còn rất lớn. Theo thống kê, hiện nay tại Việt Nam có khoảng hơn 3.000 công ty in, sản xuất bao bì, tạo ra rất nhiều bước đột phá cho các thương hiệu và cơ hội việc làm cho nhiều lao động. Ngành công nghiệp đóng gói thực phẩm chế biến sẵn cũng tăng trưởng khoảng trên 30% năm 2020, dẫn đến nhu cầu về máy móc và vật liệu in ấn, đóng gói tăng 25%. Đối với lĩnh vực quảng cáo hiện nay, cả nước có khoảng 6.000 doanh nghiệp với nhiều phương thức đa dạng. Doanh thu ngành công nghệ quảng cáo của Việt Nam năm 2020 đạt xấp xỉ 1,5 tỷ đô la Mỹ và dự kiến đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Những con số trên cho thấy ngành quảng cáo in ấn và bao bì ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay khi Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, đã là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp quảng cáo in ấn và bao bì nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Cái điều đầu tiên rất là quan trọng là chúng ta rất cần những cái công nghệ đã là ngành quảng cáo rồi, chúng ta cần rất là công nghệ tiên tiến. Và với cái hiệp định này thì cái việc giao thương, nhập hàng và mua các cái máy móc thiết bị cao cấp ấy là dễ hơn, được giảm thuế hơn và cái giao thương nó sẽ là tốt hơn. Thì chúng ta rất vui mừng vì là có cái hiệp định trong lĩnh vực ngành in, bao bì cũng như công nghệ quảng cáo. Với cái việc làm chủ được công nghệ hơn thì các sản phẩm Việt Nam sẽ được tốt hơn và có được xuất sang các thị trường khác ở trong khu vực châu Á, đó, Đông Nam Á đều rất là quan trọng. Hiện nay hầu hết các cái hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết thì đều có tác động đến sự phát triển của ngành công nghiệp in Việt Nam. Bởi vì ngành công nghiệp in Việt Nam là ngành công nghiệp in cùng công nghiệp phụ trợ đã phục vụ cho các loại hàng hóa, trong đó các loại hàng hóa xuất khẩu. Cho nên cái việc mà tăng cái lượng hàng xuất khẩu sau khi được ký các hiệp định thương mại tự do thì cũng có nghĩa là tăng cái nguồn cung ứng của ngành in đối cho các cái sản phẩm của các ngành công nghiệp khác. Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành đẩy mạnh giao thương vượt qua khó khăn, được sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, triển lãm chuyên ngành thiết bị công nghệ quảng cáo và in ấn bao bì 2021, Vietad và VPSE 2021 đã được tổ chức thành công. Theo ban tổ chức, qua 12 năm triển khai, triển lãm thiết bị công nghệ quảng cáo Vietad và 5 năm triển lãm in ấn bao bì VPSE đã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành lớn nhất Việt Nam, được Hiệp hội Triển lãm Toàn cầu công nhận đạt chuẩn quốc tế. Triển lãm năm nay có quy mô 200 gian hàng, quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, trưng bày các sản phẩm máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến của ngành quảng cáo, in ấn và bao bì, đã chứng tỏ sự cần thiết của ngành hàng này đối với các doanh nghiệp trong việc phát triển thương hiệu, thu hút nguồn lực đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Triển lãm lần này ấy là bọn tôi đã đăng ký từ năm kia, do là cái Covid năm ngoái này phải bỏ qua thì năm nay mới làm tiếp được. Nhưng mà năm vừa rồi thì ảnh hưởng là cũng khá lớn, nhưng mà bị cái thời gian đầu, sau đó thì tự các doanh nghiệp cũng cố gắng để vượt qua được, nên là đến bây giờ thì tác động nó cũng đã qua đi rồi. Trường Cao đẳng Công nghiệp In là đơn vị duy nhất trong cả nước thực hiện nhiệm vụ đào tạo về nguồn nhân lực cho ngành in. Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện cái xu thế là tiếp cận với các cái công nghệ mới để tham gia công tác đào tạo, và hiện nay cũng đang xu thế là tiếp cận với các cái tổ chức đào tạo và nghiên cứu của nước ngoài như Falcon, Adelen hoặc là Iguan để thực hiện cái việc mà nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng với nguồn nhân lực cho giai đoạn hiện nay trong chuyển đổi số cũng như là các cái công nghệ kỹ thuật số hiện nay trong thị trường in ấn và quảng cáo hiện nay của thị trường Việt Nam. Và cũng mong muốn là với cái sự hợp tác với cái hãng tổ chức nước ngoài và cả cái đơn vị cung cấp thiết bị để tạo ra một cái thị trường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành in ấn và quảng cáo của Việt Nam trong giai đoạn hiện đại, đáp ứng với xu thế thời đại hiện nay. Theo các chuyên gia, chi phí quảng cáo, bao bì và in ấn có thể lên đến 30% hoặc lớn hơn 30% tổng giá trị của sản phẩm, nhưng người tiêu dùng vẫn vui lòng chấp nhận. Đây cũng là lý do mà nhiều năm nay tốc độ tăng trưởng của ngành này ở Việt Nam luôn ở mức hai con số.
Do đó, để phát triển và đáp ứng được thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, công nghệ quảng cáo và sản phẩm in ấn bao bì cần phải được thiết kế thật hấp dẫn, nổi bật chất lượng của sản phẩm bên trong, phân biệt dễ dàng sản phẩm của nhà sản xuất này với nhà sản xuất khác. Thông tin phải đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất. Ngành công nghiệp quảng cáo bao bì và in ấn Việt Nam hiện nay không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài mà sẽ phải đối đầu với những thách thức lớn về công nghệ, khuynh hướng sáng tạo trong ý tưởng quảng cáo, bao bì phải mỏng, nhẹ, an toàn hơn cho môi trường, v.v. Những điều kiện trên đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng, sự cố gắng của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các hiệp hội liên quan trong bước phát triển chung của ngành. Cái ngành quảng cáo thì vẫn còn cái biên độ phát triển, tuy nhiên do cái phát triển của ngành quảng cáo nó cũng phát triển cũng ở một chừng mực, riêng ngành in cũng như là ngành bao bì hiện nay là một cái ngành công nghiệp mà có thể nói cái dư địa nó phát triển rất là lớn, có những cái doanh thu mà doanh nghiệp mà doanh thu đến hàng ngàn tỷ và nhiều cái tập đoàn nước ngoài cũng đang dòm ngó thị trường của mình. Đó, thì cho nên là cái dư địa, cái biên độ phát triển của ngành in cực kỳ cao. Đó, thì ở cấp độ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cũng như là Hiệp hội in thì hỗ trợ các doanh nghiệp một cách cung cấp những cái thông tin thị trường, những cái thông tin về các cái công nghệ mới để cho các doanh nghiệp cập nhật, cũng như là kết nối những cái cơ hội, những cái cuộc xúc tiến để tăng cái khả năng xúc tiến thị trường cũng như mở rộng thị trường. Không chỉ ở tại Việt Nam mà chúng ta phải kết nối với những cái thị trường quốc tế. Và chúng tôi sắp tới đây sẽ nghiên cứu nhiều cái chương trình có thể là kết nối B2B online là đến cái thị trường châu Âu. Và chúng tôi cũng có những cái đề án để mà không chỉ làm cho ngành in, ngành quảng cáo mà còn cho nhiều ngành khác nữa. Với việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường hoạt động liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước, kịp thời và hiệu quả, cùng với sự quan tâm, đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, ngành công nghệ quảng cáo in ấn và bao bì Việt Nam sẽ có bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.